Top 10 tác dụng hữu ích nhất của quả bưởi đến sức khỏe bạn nên biết. Có nguồn gốc từ bưởi trùm Nam Mỹ, quả bưởi được trồng phổ biến ở nước ta và là một loại quả tráng miệng được nhiều người yêu thích với độ mọng nước và chua ngọt tuyệt vời. Những thành phần quả bưởi còn ẩn chứa nhiều tác dụng hữu ích nhất cho sức khỏe của chúng ta. Vì vậy, chúng tôi xin được chia sẻ những công dụng thần kỳ nhất của bưởi đến với các bạn. 1 tăng cường hệ miễn dịch. Nếu bạn có cảm giác mệt mỏi do cảm cúm thì ăn bưởi sẽ bổ sung vitamin C và là một cách chữa bệnh tự nhiên vừa an toàn vừa hiệu quả. Như chúng ta đã biết, những trái cây họ cam quýt đều là nguồn dự trữ vitamin C dồi dào và chính loại vitamin hữu ích này có tác dụng tối ưu trong việc tăng cường hệ miễn dịch và chống lại quá trình oxy hóa, chính vì thế bưởi là dược phẩm tự nhiên để phòng ngừa các bệnh liên quan đến hệ miễn dịch, vừa tiết kiệm vừa hiệu quả. 2. Phòng chống bệnh thận. Giống như dưa hấu quả bưởi cũng là nguồn bổ sung kali tuyệt vời cho cơ thể. Chính chất kali có tác dụng trong việc loại bỏ các chất độc trong đường tiết niệu, cho nên bưởi là một loại quả trị liệu tự nhiên giúp phòng chống bệnh thận. Ngoài ra, bạn có thể dùng bưởi như liều thuốc tự nhiên để điều trị sỏi thận, một loại bệnh thường gây ra đau đớn kinh khủng cho người bệnh. Với chất đi limonen, đặc trưng trong bưởi, người bệnh có thể sử dụng 0,5 đến 1 lít bưởi mỗi ngày. Sẽ giúp giảm sự tăng trưởng kích thước sỏi thận, tuy nhiên không nên sử dụng chung thuốc khác cùng nước bưởi trong suốt tiến trình trị liệu bệnh sỏi thận. 3 giảm mỡ trong máu từ lâu dân gian đã sử dụng bưởi như một loại thực phẩm giảm mỡ trong máu an toàn và hiệu quả rõ rệt theo nghiên cứu khoa học trong bưởi có thành phần tự nhiên để giảm thiểu hàm lượng cholesterol có hại trong máu chỉ với nửa quả bưởi hay một ly nước bưởi ép mỗi ngày thì những triệu chứng như cao huyết áp mỡ trong máu béo phì giảm thiểu rõ rệt trong vòng nửa tháng bên cạnh đó chất glycosid góp phần làm tiêu tan sự hình thành của huyết khối trong mạch máu nên thúc đẩy quá trình lưu thông máu, phòng ngừa các bệnh tai biến mạch máu não. 4. Tăng cường trao đổi chất Bưởi có tác dụng tăng cường việc hấp thu các nguyên tố sắt và canxi, điều này làm tăng quá trình chuyển hóa và trao đổi chất trong cơ thể, cùng với việc cắt giảm calo trong khẩu phần ăn và tập luyện thể dục thể thao, việc cải thiện sự trao đổi chất sẽ giúp bạn giảm khoảng 1 kg trong tuần, ngay cả khi bạn đang ngủ thì khi trao đổi chất tăng cường thì lượng mỡ thừa cũng tiếp tục bị đốt cháy, ngoài ra khi quá trình trao đổi chất tăng lên thì giúp cơ thể hoạt động nhẹ nhàng và tinh thần thoải mái hơn. 5. Giải độc gan. Với chất limonoid có trong bưởi sẽ giúp kích thích một loại enzyme thúc đẩy giải độc gan qua việc trục xuất các độc tố gây hại ra ngoài cơ thể. Những chất độc này nếu tích tụ lâu dài sẽ gây ra hội chứng suy gan thận, thậm chí các bệnh ung thư quái ác. Chính quá trình chuyển hóa enzyme từ limonoid này sẽ làm thanh lọc cơ thể và tránh các căn bệnh mãn tính như đau đầu, trầm cảm. 6. Phòng chống ung thư hiệu quả Bưởi là nguồn tổng hợp nhiều chất chống oxy hóa như vitamin C, lycopene, limonoid, góp phần làm giảm triệu chứng bị chết, một nguyên nhân tiềm ẩn dẫn đến các bệnh ung thư. Thêm vào đó, với khả năng thần kỳ, có thể sửa chữa các ADN bị tổn thương nhờ vào một chất đặc trưng trong bưởi, nari quả bưởi được xem là dược liệu tuyệt vời. Để phòng ngừa và hỗ trợ điều trị hai căn bệnh, ung thư gây tử vong cao nhất ở nam giới, đó là ung thư tuyến tiền liệt và ung thư phổi việc ăn bưởi khoa học sẽ giúp phòng chống hiệu quả các loại ung thư như ung thư vú, ung thư dạ dày, vòm họng, da. 7. Chữa bệnh đường huyết Chất insulin là chất trọng yếu nhất trong việc điều trị các bệnh về đường huyết và trong bưởi chứa rất nhiều loại chất quan trọng này. Việc ăn bưởi đầu đạn khoảng một trái mỗi ngày sẽ cung cấp lượng insulin góp phần hạn chế tăng lượng đường trong máu. Nhưng ai đang mắc các bệnh như đái tháo đường, tim mạch nên ăn bưởi thường xuyên sẽ có tác dụng chữa bệnh rất tốt. 8. Giảm các bệnh về niếu. Bạn không nên xem nhẹ các triệu chứng bệnh về niếu răng vì nếu để lâu thì sẽ gây ra biến chứng nguy hiểm lên tim và ung thư vòm họng. Các chất chống oxy hóa trong bưởi làm ngăn chặn cơ chế phát triển của các gốc tự do trong niếu răng bị tổn thương do vi khuẩn. Theo nghiên cứu, nên ăn 1 đến 2 quả bưởi mỗi ngày để ngăn chặn và giảm thiểu tổn thương từ bệnh viêm niếu. 9. Làm đẹp da, như đã nói trên, với lượng vitamin A và vitamin C dồi dào, quả bưởi là bí quyết làm đẹp thiên nhiên mà các chị em phụ nữ cần biết mỗi ngày với một ly nước ép bưởi hoặc một quả bưởi ăn trực tiếp các chất chống oxy hóa sẽ giúp làm đẹp da hiệu quả làn da sẽ dần dần trở nên căng mịn và bớt nếp nhăn khi sử dụng bưởi làm đẹp thường xuyên ngoài ra bưởi sẽ giúp hạn chế sự phát sinh của mụn trứng cá và bệnh vảy nến trên da của bạn 10. Kích thích mọc tóc nếu bạn đang đối mặt với tình trạng rụng tóc hay tóc thưa thớt thì hãy nghĩ ngay đến vỏ bưởi nhé với sự tổng hợp các tốt cho da đầu như Narin Gosis, Lilalon, Geranion Tinh dầu chiết xuất từ vỏ bưởi có công dụng kích thích mọc tóc tuyệt vời với tính năng chống khuẩn, kháng nấm và trị gầu, mái tóc của bạn sẽ trở nên dày khỏe theo thời gian sử dụng. Thêm vào đó với mùi hương thơm mát, tinh dầu vỏ bưởi được ưa chuộng như là một loại dầu gội thiên nhiên vừa tiết kiệm vừa hiệu quả làm đẹp cao. Với phương châm vật cực tất phản, chúng ta nên biết cách sử dụng quả bưởi một cách khoa học và cân bằng để phát huy tốt nhất công dụng phòng bệnh một cách hiệu quả nhất. Chúc các bạn! bảo vệ sức khỏe của mình với quả bưởi vừa ngon vừa rẻ này nhé